Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình tổng hợp V-League 2017. Cuối tuần qua trên sân cỏ cả nước, 7 cặp đấu sôi động trong khuôn khổ vòng 8 V-League đã kết thúc với không ít những kết quả bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại 7 cặp đấu đã kết thúc cùng nhiều điểm nhấn đáng chú ý khác trong chương trình ngày hôm nay. Và tôi là Thanh Xuân của VBF Media. Trong chương trình ngày hôm nay, đương kim vô địch Hà Nội nối dài chuỗi trận hòa lên con số 5. Minh Tuấn mở nhạt, Than Quảng Ninh thất bại trước SHB Đà Nẵng. FLC Thanh Hóa duy trì mạch bất bại. Hoàng Anh Gia Lai chấm dứt chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Cả Sài Gòn FC lẫn Hà Nội FC đều đang trong cơn khát chiến thắng, khi mà cả hai đều cùng có tới 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Hà Nội làm khách của Sài Gòn FC trong bối cảnh mà phong độ của các trụ cột không được tốt và đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng đang phải căng sức ra trên nhiều mặt trận. Bên kia chiến tuyến, Sài Gòn FC cũng không thể hiện được nhiều hình ảnh ấn tượng khi mà đội quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng thậm chí còn để thủng lưới tới 7 bàn trong 2 trận gần đây nhất. Ra sân trong trận cầu sớm nhất vòng 8, nhưng do diễn ra vào giữa tuần nên các khán đài trên sân thống nhất tương đối vắng vẻ. Trong bối cảnh ấy, hai đội bóng lại chơi khá thận trọng và kín kẽ, nên dù cũng khá nhiều đợt tấn công được triển khai, nhưng hầu như không có cơ hội nào được thực hiện nguy hiểm trong khoảng 20 phút đầu trận. Thì các cầu thủ Sài Gòn bảo vệ phần sân phía bên trái của chúng ta. Phút 32, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu được dành cho Hoàng Vũ Samson. Chân sút chủ lực của Hà Nội FC đón đường chọc khe của Thái Quý. Sau khi áp sát đường biên ngang, Samson có động tác giả loại bỏ hậu vệ Sài Gòn FC. Tuy nhiên, cú sút bằng chân trái sau đó của tiền đạo gốc Nigeria này lại đưa bóng tung lưới, nhưng là ở phía ngoài cầu môn. Những phút sau đó, sự cơ động của Quang Hải và Thành Lương giúp cho Hà Nội FC kiểm soát được thế trận. Tuy nhiên, những pha dứt điểm cuối cùng của đội khách lại quá hiền, khiến cho hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Có cảm giác như 45 phút đầu tiên trôi qua trong sự chậm rãi, buồn tẻ bởi thế trận quá cầu toàn của cả hai đội. Rất nguy hiểm. Bước sang hiệp 2, các cơ hội của trận đấu trở nên rõ ràng hơn cho Sài Gòn FC. Phút 58, nhận bóng từ đường chuyền của Quốc Long bên phía cánh phải, Marcelo mang cắt dứt điểm thuận lợi. Tuy nhiên, cú đá của tiền đạo người Brazil lại đi ra ngoài trong sự nối tiếc của anh và đồng đội. Trong thế trận có phần tẻ nhạt và thiếu sức sống do lối chơi của hai đội tạo ra, thì những tình huống tỏa sáng cá nhân là điều rất cần thiết. Phút 73, tận dụng tốc độ tốt cùng khả năng xử lý bóng khéo léo của mình, Quang Hải đã đặt cầu môn của thủ thành Văn Hoàng vào mức báo động. Tuy nhiên, pha dứt điểm cuối cùng của anh lại không thể chiến thắng được thủ thành của đội chủ nhà. Những phút còn lại, không khí trận đấu có vẻ sôi động khi cầu thủ cả hai liên tiếp đẩy nhanh tấn công và có những pha ăn miếng trả miếng về khung thành của nhau. Trong đó, chủ nhà Sài Gòn dù bị đánh giá yếu hơn nhưng đã ít nhất có hai cơ hội 10-10 trước khung thành thủ môn Phí Minh Long, khiến số ít cổ động viên Hà Nội có mặt trước khán đài phải toát mồ hôi hột. Patrick xoay sở rất tốt. Patrick cứu rút bóng lại đi ra ngoài khung thành. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Với kết quả này, Hà Nội có trận hòa thứ tư liên tiếp. Còn với Sài Gòn, chuỗi phong độ kém cỏi không biết đến chiến thắng của huấn luyện viên Đức Thắng và các học trò đã được nối dài lên con số 6. Tôi rất đáng lo là vì cái chung vì là làm sao ở trong cái trận đấu đá Malai thì tôi sẽ có sự quay lại của Luis và Gunalo thì bù đắp lại cho những cái cầu thủ như trụ cột như là những Thành Lương và đấy là đã quá nhiều liên tục trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Hơn 20 ngày nhưng mà các bạn đã chơi rất nhiều trận đấu. Thì tôi cũng sẽ có điều chỉnh để duy trì được cái tình trạng thể lực. Chúng tôi cũng có tạo được rất là nhiều những cái cơ hội. Thế nhưng mà một chút may mắn nó ngoảnh mặt, cộng thêm là cái khả năng săn bàn của các mũi tấn công vẫn còn hơi chậm so với các cái tình huống mà có thể tạo ra. Hiệp 2 chúng tôi cũng đáng nhẽ chúng tôi cũng có hai cơ hội có thể ghi được bàn. Đấy là của Patrick và một của Marcelo. Tuy nhiên thì không ghi được bàn. Và hiệp 1 chúng tôi cũng có một cái cơ hội mà Ngọc Duy cũng có thể nếu sút ngay thì cũng có thể có tìm kiếm một cái cơ hội tốt hơn. Sự trở lại của Minh Tuấn đã giúp cho đội bóng đất mỏ Than Quảng Ninh có 3 chiến thắng liên tiếp. Làm khách trước SHB Đà Nẵng là trận đấu mà huấn luyện viên Phan Thanh Hùng được trở về nhà theo đúng nghĩa đen. Nhưng không vì thế mà đội bóng của ông được đánh giá cao. Ngược lại, Than Quảng Ninh vẫn được dự báo là sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Hòa Xuân.
đơn giản bởi đại diện sông Hàn, dù đang thể hiện phong độ phập phù nhưng lại tỏ ra rất có duyên mỗi khi được thi đấu trên sân nhà. Bước vào trận đấu, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đẩy cao tốc độ tấn công. Những pha lên bóng của đội chủ nhà tập trung gây sức ép hai biên và truyền vào trong cho tiền đạo Edison. Trong khi đó, Than Quảng Ninh chủ động chơi chậm rãi. Vì thế mà 20 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra khá chậm và không có nhiều tình huống đáng chú ý. Cơ hội nguy hiểm nhất của đội khách diễn ra ở phút thứ 28. Xuất phát từ pha đá phạt của Nghiêm Xuân Tú, Thanh Hòa sút bóng, gây ra sự lộn xộn trước khung thành của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, hậu vệ Bùi Văn Long đã kịp thời bay người cản phá bóng ngay trên vạch vôi. Hiệp thi đấu đầu tiên khép lại, đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tuy có nhiều cơ hội nhưng lại không thể tận dụng để chuyển hóa thành bàn thắng. Điển hình là cú dứt điểm của Đức Trinh ở phút thứ 35 đã bị thủ thành Tuấn Linh cản phá một cách xuất sắc. Bước sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu. Những pha lên bóng của đội chủ nhà rất sắc bén, khiến cho hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh có một ngày thi đấu vất vả. Ngoài ra, đội chủ nhà còn vô hiệu hóa hoàn toàn Minh Tuấn, khiến cho tiền vệ đội trưởng đội khách dường như mất hút trên sân. Tấn công nhiều, điều gì đến cũng phải đến. Xuất phát từ pha phối hợp giữa cầu thủ vào sân thay người Amit và Vũ Phong, tiền vệ đội trưởng phía SHB Đà Nẵng tung cú sút khiến cho Tuấn Linh không thể khống chế bóng một cách gọn gàng, tạo điều kiện cho Đặng Anh Tuấn đá bồi 1-0 cho đội bóng sông Hàn. Những phút còn lại, SHB Đà Nẵng chủ động chơi chậm, chắc chắn nhằm bảo toàn tỷ số. Trong khi đó, Than Quảng Ninh cố gắng dồn lên, tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tấn công không hiệu quả, đội khách lại phải trả giá phút thứ 90. Edison chuyền bóng vào vòng cấm cho Amit vô lê hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho SHB Đà Nẵng. Một ngày thi đấu chói sáng của Amit, cầu thủ vào sân thay người. Trận đấu kết thúc, Than Quảng Ninh bị chặn đứng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, trong ngày mà các cầu thủ trụ cột chơi dưới sức cũng như bị phong tỏa hoàn toàn. Còn đối với SHB Đà Nẵng, chiến thắng trước đội bóng đất mỏ giúp họ vượt qua chính đối thủ này trên bảng xếp hạng. Năm nay thì chúng tôi cải thiện về vấn đề phòng ngự tốt hơn. Họ chơi hàng phòng ngự tập trung hơn, chặt chẽ hơn. Tuy nhiên ở hàng công thì mấy mỗi trận đấu có nhiều cơ hội mà không kết thúc được thì trả giá. Tới giờ này thì chúng tôi đang đứng chậm trễ có 12 điểm thì em biết là hiệu số ghi bàn rất là thấp. Tuy nhiên mà năm nay thì cải thiện hàng phòng thủ chơi tốt hơn, bàn thua cũng là dạng ít nhất. Thực ra hai đội đều bị khóa nhau hết. Ngay từ hiệp 1 với quan điểm của tôi thì Quảng Ninh thì đá thoải mái, không phải nghĩ là phải kiếm một điểm đâu. Đấu nào bây giờ đá thì họ vẫn đá sân khách nhưng họ đá vẫn đẩy lên là đá thoải mái, vấn đề bóng đá mà. Bước vào vòng 8, FLC Thanh Hóa đang có phong độ rất cao khi vẫn duy trì được chuỗi thành tích bất bại. Trong khi đó, sổ số Kiến Thiết Cần Thơ lại đang gặp nhiều khó khăn khi chỉ hơn đội cuối bảng Long An đúng một điểm. Có thể nói, chuyến làm khách của Cần Thơ chính là một bài toán khó cho huấn luyện viên Vũ Quang Bảo. Quý vị và các bạn đang đến với sân vận động Thanh Hóa để đón xem trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thanh Hóa và sổ số Kiến Thiết Cần Thơ. Lúc này thì câu lạc bộ Thanh Hóa đang đứng ở đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, ở thế ngược lại, sổ số Kiến Thiết Cần Thơ họ đang đứng ở vị trí áp chót. Ông Petrovic đã đem một làn gió mới đến cho các cầu thủ Thanh Hóa. Đây là cơ hội đầu tiên của cầu thủ Cần Thơ. Người dứt điểm đó là Quang Tình. Một cú dứt điểm rất bất ngờ, tuy nhiên bóng lại không đi chính xác. Quang Tình chính là nhân tố xuất sắc nhất trong trận đấu này của Cần Thơ. Đây là câu trả lời của Thanh Hóa. Trọng Hoàng. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ Thanh Hóa. Người ghi bàn tiếp tục lại là Uche. Uche đã có 5 bàn thắng trong mùa giải năm nay cho đội bóng chủ sân Thanh Hóa. Chắc chắn rằng ông Petrovic sẽ rất hài lòng về cậu học trò cưng của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Một lần nữa thì các cổ động viên xứ Thanh lại được ăn mừng trên sân nhà của mình. Sự quay trở lại của Uche vô cùng cần thiết đối với Thanh Hóa vào lúc này.
Một lần nữa chúng ta cùng xem lại pha phối hợp rất có nét của cầu thủ Thanh Hóa. Người kết thúc cuối cùng đó là cầu thủ đã thi đấu 10 năm ở V-League Uche. Trận đấu ngày hôm nay, cầu thủ Thanh Hóa được rất nhiều lần hưởng như pha đá phạt trực tiếp. Đây là một cơ hội mà Quốc Phương đã làm cho Biểu Ngọc phải hoạt động với 100% công suất. Tiếp tục là một pha đá phạt trực tiếp, người thực hiện đó lại là Quốc Phương. Một pha dứt điểm rất khó chịu của tiền vệ mà số 19 của đội bóng xứ Thành. Uche, một cú lắc đầu rất nhanh của tiền đạo người Nigeria. Biểu Ngọc đã phải bay người hết cỡ thì mới có thể cứu cho đội bóng xứ Tây Đô một bàn thua trông thấy. Ngày hôm nay thì Biểu Ngọc đã phải hoạt động hết sức vất vả. Và tỷ số trận đấu chung cuộc là 1-0. Đội bóng xứ Thanh tiếp tục chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của mình. Sau 3 trận thắng liên tiếp, Hoàng Anh Gia Lai đã mang tới sân chơi V-League một diện mạo hoàn toàn mới, không chỉ là sự thăng tiến trên bảng xếp hạng. Sơ đồ 3 hậu vệ tưởng chừng như mong manh, nhưng lại khiến cho khung thành của thủ môn Văn Tiến trong những trận đấu gần đây trở nên chắc chắn hơn. Tiếp đón tân binh thành phố Hồ Chí Minh chính là thời cơ để đội bóng phố núi tiếp tục hy vọng nối dài mạch trận bất bại lên con số 5. Vẫn với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng thể hiện thế chủ động trên sân trong cuộc tiếp đón thành phố Hồ Chí Minh. Ngay ở phút thứ 7, Công Phượng đã sớm có cơ hội mở tỷ số sau đường kiến tạo thuận lợi của Văn Toàn. Đáng tiếc, pha đánh đầu của tiền đạo này lại đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành thành phố Hồ Chí Minh. Ở những phút còn lại của hiệp 1, Hoàng Anh Gia Lai vẫn kiểm soát bóng vượt trội so với đối phương. Tuy nhiên, sau pha đánh đầu dội xà của Công Phượng, đội bóng phố núi không tạo thêm được cơ hội đáng kể nào nữa trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, kịch bản trận đấu vẫn không có nhiều thay đổi, ngoại trừ sự nguy hiểm từ các pha lên bóng của thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên. Phút 53, cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với thành phố Hồ Chí Minh khi Diachenko có pha đánh đầu sở trường đưa bóng chệch cột dọc. Và với sức ép tiềm ẩn sự nguy hiểm từ đội khách, những hậu vệ trẻ vốn là điểm tựa lớn của Hoàng Anh Gia Lai ở 3 trận đấu trước cuối cùng cũng đã mắc sai lầm. Ở những phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, pha đánh đầu về khó hiểu của Đăng Tuấn, người chơi tỉnh táo nhất của đội bóng phố núi, đã mở ra cơ hội tuyệt vời cho Diachenko, và tiền đạo người Nga đã không từ chối món quà này với một pha kết thúc dễ dàng mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với 3 điểm có được ngay tại Pleiku, thành phố Hồ Chí Minh đã có 9 thắng thứ 3 liên tiếp. Đội bóng của tân chủ tịch Lê Công Vinh dường như đã tạm thoát ra khỏi những khó khăn sau những trận đấu không mấy ấn tượng hồi đầu mùa. Trận đấu hôm nay được đánh giá là khó khăn cho đội bóng của chúng tôi, nhưng toàn đội đã chơi với một tinh thần quyết tâm và tập trung. Ở những phút cuối chúng tôi đã có được bàn thắng. Tôi xin chúc mừng các cầu thủ trong toàn đội. Ở những trận đấu đầu tiên của mùa giải, các cầu thủ chưa quen với nhịp độ trận đấu, sau đó cũng từ từ làm quen. Trước những trận đấu, anh em đều chuẩn bị rất tốt. Các cầu thủ đã chơi ăn ý tiến bộ với nhau hơn. Thực sự đó là một cái trong bóng đá nó thiếu đi một cái chút gì may mắn. Nếu mà giải quyết được bàn thắng sớm, tôi nghĩ trận đấu này nó cái cục diện nó sẽ khác hơn. Ngược lại thì bên phía thành phố Hồ Chí Minh, người ta lựa chọn một cái lối chơi, người ta phòng ngự rất là chặt chẽ, cho nên cũng rất khó khăn cho đội bóng chúng tôi. Trong phần tiếp theo, sau sự cố trên sân Thống Nhất, Long An vẫn đang chìm sâu vào khủng hoảng. Sông Lam Nghệ An lần thứ 4 mất điểm trên sân nhà. Hải Phòng giải mã ẩn số Quảng Nam. Và cùng chúng tôi bình chọn đội hình tiêu biểu nhất ở vòng đấu thứ 8. Huấn luyện viên Minh Phương và các học trò có chuyến làm khách được dự đoán đầy khó khăn khi phải chạm trán Sana Khánh Hòa Bình Việt Nam. Trận thua toàn diện 0-3 của Long An mới đây trước Hoàng Anh Gia Lai đang khiến cho đội bóng này tiếp tục chìm sâu dưới bảng xếp hạng. Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam
lại vừa được củng cố thêm niềm tin khi giành chiến thắng trước đương kim Á quân Hải Phòng ở vòng đấu trước. Cuộc tiếp đón Long An ở vòng đấu thứ 8 này chính là cơ hội để cho đội bóng của huấn luyện viên Võ Đình Tân tìm kiếm được chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Bước vào trận đấu, đội chủ nhà chính là những người nhập cuộc tốt hơn. Sự cơ động của Lâm Ti Phong cùng với Đình Khương đã làm cho hàng phòng ngự của Long An luôn luôn trong tình trạng báo động. Trước sức dồn ép liên tục của đội chủ nhà, đội trưởng Tài Lộc bên phía Long An sau một pha va chạm đã dính chấn thương và phải rời sân từ phút 23. Tấn công dồn dập, điều gì đến cũng phải đến. Phút 35, sau quả tạt của Sadio Diao, Tấn Tài có pha xử lý bóng khéo léo trong vòng vây các cầu thủ Long An, căng ngang thuận lợi cho Duy Thanh đệm bóng chính xác mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng dẫn trước, tinh thần của các học trò huấn luyện viên Võ Đình Tân dâng cao hơn bao giờ hết. Phút 42, từ quả tạt của Quốc Chí, Sadio Diao băng vào nhanh như một mũi tên, nhưng cú đệm bóng của anh lại không thể chiến thắng được thủ thành Tiến Anh bên phía đội khách. Quốc Chí đã chuyển bóng rất đẹp cho Diao, tuy nhiên anh kết thúc bóng đã. Trong hiệp đấu này, cơ hội nguy hiểm nhất của Long An xuất phát từ tình huống đá phạt của Vũ Em. Mặc dù đã đánh bại được thủ môn Tuấn Mạnh, thế nhưng Sáng Hang đã từ chối bàn thắng cho đội khách. Bước sang hiệp 2, Long An chủ động cầm bóng, đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và tưởng như họ đã làm được điều đó ở phút 50. Tuy nhiên, cú sút của Vũ Em lại không chính xác trong sự tiếc nuối của anh và đồng đội. Những phút còn lại, các học trò của huấn luyện viên Minh Phương chơi rất nỗ lực và cố gắng hòng tìm kiếm bàn thắng, nhưng lại bất lực trước phong cách phòng ngự kín kẽ, chắc chắn của đội chủ nhà. Trong khi đó, những pha phản công của Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam lại rất nguy hiểm, sắc bén khiến cho Long An phải dè chừng và không dám dâng cao vì sợ dính đòn hồi mã thương. Trận đấu khép lại, Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam tiếp tục bay cao với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, cùng 12 điểm có được sau 8 vòng đấu. Về phía đội khách Long An, đây đã là trận thua thứ 6 của họ với chỉ vỏn vẹn 4 điểm có được. Rõ ràng, nếu không cải thiện phong độ, thì một suất xuống hạng đang vẫy gọi đội bóng xứ gạch vào cuối mùa giải năm nay. Sông Lam Nghệ An và BKMX Bình Dương đều không còn ở đỉnh cao phong độ, khi mà cả hai đều đang nằm trong nhóm 4 đội cuối bảng xếp hạng. Thậm chí Sơn Vinh cũng không còn là chảo lửa đối với đội bóng xứ Nghệ. Chuyện cầu đinh giữa những ứng cử viên vô địch trong quá khứ, Sông Lam Nghệ An và BKMX Bình Dương dường như lại trở thành cuộc trốn chạy khỏi một mùa giải bết bát, dù V-League mới bước sang vòng đấu thứ 8. Tiếp đón BKMX Bình Dương trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An chào đón sự trở lại của Ngọc Hải, khiến cho hàng thủ trở nên chắc chắn hơn. Trong suốt hiệp 1, Sông Lam Nghệ An là đội kiểm soát bóng và có nhiều cơ hội nguy hiểm. Cụ thể ở phút 35, sau pha phối hợp của đội chủ nhà, Thế Cường có pha dứt điểm đẹp mắt. Đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành của thủ môn Tấn Trường. Những phút còn lại của hiệp 1, BKMX Bình Dương chủ động dâng cao đội hình, dồn ép lên phần sân của đội bóng xứ Nghệ nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, đội khách đã không thể tạo ra bất cứ cơ hội nào rõ nét về khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không đều. Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường. Tuy nhiên, các pha dứt điểm cuối cùng của Henry, Olaha đều không thể một lần làm tung lưới đội bạn. Trong khi đó, các cầu thủ BKMX Bình Dương cũng thi đấu không mấy ấn tượng và đầy bế tắc trong các pha phản công. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, thì kịch tính đã liên tiếp xảy ra ở những phút cuối trận. Khi trận đấu bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội khách BKMX Bình Dương đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Từ pha chuyền bóng của đồng đội, Dugari đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh. Thời gian còn lại là quá ít và người hâm mộ Sông Lam Nghệ An đã nghĩ đến một thất bại đáng tiếc cho đội nhà. Khi đúng phút bù giờ thứ 3, từ pha đá phạt của Khắc Ngọc, Tuấn Tài đã đánh đầu tung lưới thủ môn Tấn Trường, giành lại một điểm quý giá cho Sông Lam Nghệ An. Một trận hòa có lẽ cũng khiến huấn luyện viên trưởng của cả hai đội tạm hài lòng. Trong cuộc tiếp đón Quảng Nam, Hải Phòng mất đi lợi thế đáng kể khi phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả. Do đó, đây chính là cơ hội để Quảng Nam hướng tới mục tiêu tiếp tục kéo dài chuỗi trận bất bại và cũng là cơ hội để thầy trò ông Hoàng Văn Phúc chuộc lỗi với người hâm mộ sau hai trận hòa liên tiếp ngay trên sân nhà. Trận đấu ngày hôm nay thì đội chủ nhà Hải Phòng phải thi đấu trên sân vận động không có khán giả. Lúc này thì Quảng Nam đang là đội bóng có 7 trận bất bại. Ngày hôm nay chắc chắn rằng đội bóng của ông Trương Việt Hoàng sẽ phải làm rất nhiều thì mới có thể hạn chế được lối chơi của
các thủ Quảng Nam. Một tình huống rất lộn xộn. Steven Văn Cường đã phải bay người hết cỡ thì mới có thể cản phá được pha dứt điểm của tiền đạo người Jamaica. Tiếp tục sẽ là một pha đá phạt dành cho cầu thủ chủ nhà Hải Phòng. Vẫn là Steven. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ Hải Phòng. Một pha sút phạt loại bỏ hoàn toàn thủ thành Văn Cường. Steven đã đánh lừa được Văn Cường. Lỗi thuộc về hàng rào của cầu thủ Quảng Nam. Đây là câu trả lời của cầu thủ Quảng Nam, Thành Trung. Một pha bóng phản công rất nhanh. Fagan đã vượt qua được Huy Hùng. Dứt điểm ngay. Tỷ số là 2-0 dành cho Hải Phòng. Một pha đi bóng làm cho chúng ta không thể phát hiện ra Fagan năm nay đã ở độ tuổi ngoài 30. Cả hai tiền đạo của Hải Phòng ngày nay đã liên tiếp lập công. Một lần nữa chúng ta xem lại pha đi bóng thần tốc và rất dũng mãnh của tiền đạo người Jamaica này. Pha đi bóng làm chúng ta nhớ đến mùa giải 2016 khi mà Hải Phòng là đội bóng đương kim Á quân. Ông Hoàng Văn Phúc đã không hiểu điều gì xảy ra sau 40 phút đầu tiên của trận đấu. Đinh Thành Trung, Nguyễn Trung Đại Dương dứt điểm ngay. Rất đáng tiếc cầu thủ Quảng Nam. Những pha phối hợp của Đinh Thành Trung và Nguyễn Trung Đại Dương đạt những hiệu suất rất cao. Cú đá phạt của Lê Văn Thắng. Văn Cường đã vừa phải bay người và cộng thêm với xà ngang thì mới có thể cứu thua được cho thủ Quảng Nam. Một ngày thi đấu hết sức vất vả dành cho thủ môn bên phía Quảng Nam. Đinh Thành Trung. Steven. Cơ hội phản công cho Hải Phòng. Phía trên đang là Fagan. Một pha đi bóng rất tốt. Dứt điểm. Rất đáng tiếc là Steven đã vứt điểm không chính xác. Và như vậy là tỷ số của trận đấu chung cuộc là 2-0 dành cho đội bóng chủ nhà Hải Phòng. Họ đã giành một chiến thắng, cắt đứt chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp của Quảng Nam. Thì ra thì đúng là một trận đấu mà kể cả là khi không có khán giả thì đã một trận thi đấu giải thì là tất cả mọi người cũng phải chuẩn bị như là một trận thi đấu để cho nó tốt. Đấy, và hôm nay toàn đội chúng tôi cũng coi như quán triệt cái tinh thần như là cái đấu pháp của tôi rất hợp lý, và chúng tôi giành chiến thắng trận đấu này tôi nghĩ là xứng đáng trong trận đấu trường này. Chứ một trận đấu bóng đá mà thi đấu mà không có khán giả thì thứ nhất là cái tinh thần của cầu thủ họ cũng không được có được cái hưng phấn, tại vì mà khi chúng ta thi đấu trên sân mà không có khán giả thì nó cũng không khác gì một buổi tập, thì cái đấy nó giảm cái hưng phấn của hai đội thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay. Thực ra thì trận đấu này thì chúng tôi cũng thiếu hụt lực lượng, vì vậy là khi gặp Hải Phòng thì nhập cuộc cái kiểm soát bóng không được tốt, mà cái trận đấu này thì chúng tôi lực lượng nó hơi mỏng, cụ thể là chỗ tiền vệ tổ chức Phan Đình Hưng thì bị thẻ, trận này không thi đấu, và trung vệ Thiago thì cũng mới hồi phục, mới chỉ tập lại một hai buổi thôi, vì vậy là cái khả năng kiểm soát bóng của Quảng Nam này không tốt. Thực ra thì chúng tôi đã tập và cũng trao đổi các cầu thủ. Thực ra thì khán giả chúng tôi chẳng nghĩ là sức ép, mà đấy là khán giả là cái niềm hưng phấn của cầu thủ thôi. Đấy, cũng như các bạn thấy trong bóng đá, ca sĩ biểu diễn mình có người nghe, showbiz cũng vậy thôi. Đặc biệt là ca sĩ, đấy, cũng các em cầu thủ chơi bóng phải có khán giả. Sức ép một phần những cái khả năng hưng phấn mà trận đấu nó sẽ hay hơn. Đấy là điều rất là đáng tiếc, không có cổ động viên thì là mặc dù của Hải Phòng không khí mà thi đấu các cầu thủ thi đấu nó bị xìu. Chúng ta vừa cùng nhìn lại 7 trận đấu đã qua tại vòng 8 V-League 2017. Bây giờ, hãy cùng VBF Media lựa chọn những gương mặt tiêu biểu nhất trong vòng đấu này. Vòng 8 V-League kết thúc với những trận đấu căng thẳng cùng lối chơi chặt chẽ của các đội bóng. Đây chính là vòng đấu khan hiếm bàn thắng nhất từ đầu mùa, khi chỉ có tổng cộng 9 bàn thắng được ghi.
Chiến thắng ấn tượng của SHB Đà Nẵng và Hải Phòng đã giúp cho những đội bóng này chiếm ưu thế trong đội hình tiêu biểu vòng 8. Người gác đền trong đội hình này là Văn Hưng. Văn Hưng xử lý chính xác mọi tình huống, kiểm soát tốt vòng cấm và giữ sạch lưới trước một hàng công đang thăng hoa của Thang Quảng Ninh. Trong khi đó, ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự, trung vệ dày dặn kinh nghiệm Lê Văn Phú đá cặp cùng Đinh Tiến Thành. Cầu thủ ngày càng tiến bộ và trưởng thành hơn trong màu áo của FLC Thanh Hóa. Bên phía trái hàng hậu vệ ở vòng này, không ai xứng đáng hơn Võ Nhật Tân. Anh đã kiềm tỏa thành công hai cầu thủ tấn công chất lượng là Nghiêm Xuân Tú và Vũ Minh Tuấn. Người chơi bên cánh đối diện là Nguyễn Quốc Long. Trong ngày gặp lại đội bóng cũ, anh thường xuyên có những tình huống lên công về thủ nhịp nhàng, cũng như hạn chế khả năng bùng nổ của Quang Hải. Cái tên đầu tiên trên hàng tiền vệ là Hồ Khắc Ngọc, người đang là linh hồn của tuyến giữa Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Thông minh, kỹ năng chuyền bóng tốt, Khắc Ngọc kiến tạo cho Hồ Tuấn Tài ghi bàn giữ lại một điểm tại sân Vinh. Người còn lại ở vị trí tiền vệ trung tâm, không ai xứng đáng hơn Nguyễn Vũ Phong. Từ một cầu thủ chạy cánh chuyển vào trong, Vũ Phong ở độ tuổi ngoài 30 đang làm rất tốt nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi của SHB Đà Nẵng. Cùng với những kỹ năng sút bóng chưa hề mai một, anh là quân bài cực kỳ giá trị trong mắt huấn luyện viên Huỳnh Đức. Cùng với Hồ Khắc Ngọc ở đội hình này là Phi Sơn, tốc độ và sự khéo léo của cầu thủ này bên phía cánh phải đã tạo ra mũi tấn công rất đáng xem cho đội bóng xứ Nghệ trong vài vòng đấu vừa qua và tiếp tục được phát huy ở trận đấu với BKMX Bình Dương vòng này. Ở cánh đối diện, Quốc Phương trở lại và đem đến nhiều giải pháp tấn công hơn hẳn cho FLC Thanh Hóa, đặc biệt trong các pha bóng cố định. Trong một pha bóng như thế, anh phối hợp cùng Trọng Hoàng tạo ra tình huống nguy hiểm giúp Uche lập công. Cặp tiền đạo sẽ chơi trên hàng công ở đội hình này là Diachenko và Fagan. Đây là hai người đã nổ súng trong một vòng đấu mà tất cả các tiền đạo khác đều im tiếng. Chiều cao của Diachenko khiến cho hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai bối rối và anh đã có một trong những bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp. Trong khi đó, tiền đạo Fagan của Hải Phòng tiếp tục chứng tỏ anh là tiền đạo hàng đầu của V-League. Sự nhiệt huyết, tốc độ và sức dướn của Fagan vẫn rất tốt dù anh đã bước sang tuổi 30 và solo từ sân nhà, vượt qua hai cầu thủ trước khi sút tung lưới Văn Cường của Quảng Nam FC đã nói lên tất cả. Chương trình tổng hợp vòng đấu của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy nhớ đăng ký kênh VPF Media để được cập nhật đầy đủ mọi diễn biến của V-League 2017. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.